Chào các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Chào các bạn, rất vui mừng các bạn đã trở lại kênh Siêu Thun Vlog. Hôm nay ngày nghỉ, mấy anh em tiếp tục đi hành trình đi bắt cá các bạn ơi. Mấy anh em vừa xuống tới chỗ nè. Đây mình xuống cái con suối này đây. Quay sơ vòng cho bạn xem nha. Nước như đang đứng lớn á. Cá ụt quá trời luôn kìa. Hôm nay mấy anh em đi chạy văn lưới các bạn ơi. Rồi cả nhà cùng xem kết quả hôm nay mấy anh em mình bắt có được nhiều cá không nha các bạn. Rồi anh em chuẩn bị chiến đấu thôi. Nói gì mày biết đường, mày dẫn đầu mày đi trước đi. Rồi mấy anh em lội lên trên kia, khúc trên kia văn lưới với chạy nha các bạn. Hôm nay có anh Ba Hưng nữa nè. Mấy anh em bữa trước luôn nè. Đầy đủ. Đầy đủ nha anh em ơi. Rồi, rồi. Từ giả cho thằng em nó giữ xe nó cũng thôi là đi bộ về hết luôn đó anh em. Thằng em ở lại nó giữ xe các bạn ơi. Còn bố anh em mình đi lên trên kia văn lưới. Lên kia quay tiếp nha anh em mấy bạn ơi. Tôi đi trước à. Mày coi xe nha Hiệp ơi. Đường thì khó đi nha các bạn. Xe vô nữa kìa. Mấy anh em đi vô rừng. Ủa ba quay lại lấy đá, nước đá hả? Đây có cây sim nữa các bạn ơi. Nở hoa đẹp quá. Trái này ăn được đúng không ta? Quá trời ruộng ốc nhẹt hết trơn các bạn ơi. Nó cua vàng. Cua vàng. Nãy giờ hành trình băng rừng lội suối thật là gian nan. Chưa tới điểm nữa. Còn là rừng cây không à. À mình đã tới một con suối nữa rồi, đường kinh nữa. Đường kinh này, đường kinh tẻ nhỏ vô. Có ngày ngay cái ba đó. Quăng qua con suối nè các bạn ơi. Ủa sâu dữ vậy hả? Ơi. Ừ, túi đâu? Túi bỏ ngoài kia. Quên lấy cái đồ đựng điện thoại. Cái gì? Tiếp tục băng rừng các bạn ơi. Mới vừa lội qua một con suối. Thank you.
Đây hả? Chọn điểm này hả? Đây trong vườn trong vú có ngôi biệt thự hả? Rồi, xuống nước. Mình chọn điểm này các bạn ơi. Nước đứng là mình thả ngang sông luôn được rồi khen. Mà không có đem cái Pepsi sao lội nổi ta. Thả dân lưới mà quên bơm cái Pepsi cho dễ. Giờ Khang nó chuẩn bị dân lưới nha các bạn. Dân lưới xong tí nữa mấy anh em đi chài xong rồi tí nữa quay lại thăm lưới quay cho các bạn xem nha. Được không nha? Thử thấy là lúng quá, chắc này lúng quá. Để mình đi thả lưới phụ với anh Khang nha. Tí nữa thăm quay cho bạn xem. Có nào dính cá thiệt không? Mấy anh em vừa giăng xong tả lưới dưới này các bạn. Giờ bố anh em lội dài dài bên đó chạy dài trên đó. Ở đây rất là quang vắng luôn. Cây cối không. Giờ mình lội vô bản luôn. Nước còn nhiều quá chài chưa dính các bạn ơi. Đợi nước rồng. Cá nó ụt cũng dữ lắm luôn mà nãy giờ chài mới chài không dính, nước đầy quá. Giờ mấy anh em ngồi đợi nước rồng để chài. Đó tới đó. Đây là Lâm Trắng Khang tóc dài. Ủa sao nó zoom rồi. Kiếm có nhớt rồi Khang? Không rồi. Rồi, chưa có nhớt luôn. Nãy giờ chạy, máy chạy thất bại quá rồi. Thôi chạy ra. Tiếp tục đi dài lên này các bạn ơi. Trên này cá ụt quá trời luôn. Nãy giờ đi cũng xa điểm xe đậu lắm rồi đó. Tung tung chạy rồi. Ôi chổi cây rồi. Cái bụi bình đó luôn á. Kè lậu qua bển để cho nó bắt. Quá trời. Ờ bắt chín luôn. Nó không á. Nó nước chảy xuống rồi đó, im rồi đó. Ờ cái gu đồng một quá trời. Dính gốc rồi bạn ơi. Nhìn chi đây gốc không cá ụt. Dài dài đi. Anh giờ mấy anh em chạy máy chạy mà không có dính các bạn ơi. Quay trở lại thăm dở đại lưới có không? Đường kinh thì im quá mà sao không có cá dính cá vậy? Nước giờ chảy mạnh vậy đó. Bụi quỳnh coi xuống nè. Mỗi xuống tay dưới luôn anh ơi. Xuống hành tay dưới
Rồi. Chạy chất quất, lưới cũng chất quất luôn. Rồi giờ thăm lưới chạy không có gì các bạn ơi. Đi mua cơm. Đó quá. Chiến cá ăn mà nướng ăn mà không có, phải đi mua cơm ăn. Mấy anh. Sớm giờ hai thằng đi mua cơm, còn Khang với ba Hưng chài ở đây chài được nhiều không ta? Có phi con không hả? Ờ, một cụm có phi con luôn. Sao có phi bự được hết mà phi con dữ vậy? Kinh này có phi con ghê hồn thiệt chứ. Nó mới đẻ nhỏ nhỏ rền hết trơn luôn. Chết hết luôn rồi. Cái vỏ cái xác hả? Ồ, một túi có phi con luôn. Bữa nay đỡ gặp chỗ đậu xe kìa. Cái lưới nó dính cá chê sảy mà nữa. Còn cá kiến mà. Rồi năm lưới được bọc cá lóc kiến. Con ngồi chê sảy rồi. Với một túi cá phi con. Giờ mấy anh em đi chạy dài dài các bạn ơi. Chạy thứ có cá không? Có chân rút quá. Cái tình hình hôm nay là bắt ổn nữa đó. Đừng rồi như Khang với ba Hưng xuống chạy cá quá trời, lần này sao xuống chất quất à. Đó phi. Phi nhỏ nhỏ không à. Có phi, ừ, có nè. Phi, 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 phi. Có một à. Giờ không có cá lớn, bắt cá nhỏ luôn anh em ơi. Cá nhỏ gì chiên giòn ấy, gì đó chiên bột tao vừa muốn bắt cá chơi á, định hay lắm đó. Ừ, dưới kia cũng có người chạy nữa bạn. Bắt ốc vui vàng luôn bạn ơi, bắt cá không có giờ bắt ốc đi. Vậy là món gì ăn quá trời nè. Trên mé nó cạn bò nhóc chân à. Có lương lịch gì không bắt luôn. Đụng gì bắt nấy đi các bạn ơi. Gom muốn luôn các bạn ơi, có hái gom muốn luôn, quá trà non luôn, hái gì bứt gỏi ra ngon. Nhân Khang chạy rồi phụ với anh ba Hưng bắt ốc. Hôm nay đi thất thu cả nhà ơi, cá mắm gì bự, còn cá phi nhỏ không à.